Cầm đàn đi nhá. Đánh cái cụ này. Đấy, ngồi giao lưu. Rồi. 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 Cháu có đâu, hôm nào cháu gửi cho cụ cả luôn. Thế cụ về nhá. Thế là cụ năm nay là bao nhiêu rồi? Năm bao nhiêu nhỉ? Năm nay là 9 mấy? 94. 94 à? Vâng. Quá nhỉ. Rồi. Quá hoành tráng. Rồi nhá. Vâng. Đi về nhá.